Xin chào các em, chào mừng các em đã quay lại bài luyện từ và câu của ngày hôm nay. Chủ đề tuần trước chúng ta đã được tìm hiểu về các loài chim. Tuần này, cô sẽ cùng các em đi khám phá muôn thú qua bài luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, từ ngữ về muôn thú, đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Mục tiêu của bài học hôm nay sẽ là: thứ nhất, các con sẽ được mở rộng vốn từ về muôn thú, phân biệt được thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm. 2. Biết cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi vào thế giới muôn thú để cùng tìm hiểu các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp. A. Thú dữ nguy hiểm. B. Thú không nguy hiểm. Ở đây gồm có các loài thú như hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu. Vậy thế nào là thú dữ nguy hiểm? Đó là loài thú có thể gây nguy hiểm cho con người, cũng có thể tấn công hoặc làm bị thương con người. Đó là những loài thú sống nơi hoang dã, ít khi chúng ta được gặp, và thức ăn của chúng là thịt sống. Còn thế nào là thú không nguy hiểm? Thú không nguy hiểm là những loài thú không tấn công và không làm hại con người, và thức ăn của chúng là thực vật. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem hình ảnh và sắp xếp đâu là thú dữ nguy hiểm và đâu là thú không nguy hiểm nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xem đó là hình ảnh của con hổ. À, các con biết đây là con gì không? À, đây chính là con báo đấy các em ạ. Rồi, một con vật rất là quen thuộc đúng không nè? Đó chính là con gấu. Còn đây chính là con lợn lòi. Đây là con chó sói. Chắc chắn con vật này các con đều biết, đấy chính là con sư tử. À, còn đây là một chú thỏ rất là xinh đẹp đúng không nè? Đây là chú ngựa vằn. À, còn đây là bò rừng. À, đây là một chú khỉ. Đây là chú vượn. À, còn đây chính là tê giác. À, một chú sóc. Còn đây là chú chồn. Đây là cáo. Và cuối cùng, à, một con vật cũng rất là xinh đẹp đúng không nào? Đây là hươu. Vậy là vừa rồi chúng mình vừa tìm hiểu một số loài thú. Bây giờ các em hãy sắp xếp các loài thú ấy vào hai nhóm. Một là thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm. Bây giờ cô sẽ ví dụ nhé. Đầu tiên ở cột thú dữ nguy hiểm, đó chính là hổ. Vì sao ta gọi nó là thú dữ nguy hiểm? Bây giờ chúng ta cùng xem một đoạn video nhé. Vì nó là loài thú săn mồi siêu hạng, với hàm răng và bộ móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể tấn công con người với cú vồ rất là nguy hiểm. Tiếp theo ở cột thú không nguy hiểm, đó chính là thỏ. Vì các con biết rằng thỏ là loài ăn thực vật
như là cà rốt và chúng ra không gây hại đến con người. Vì vậy chúng được xếp vào thú không nguy hiểm. À, các con vật còn lại các em hãy sắp xếp vào nhóm thích hợp nhé. Ngoài ra, các em hãy tìm hiểu thêm một số loài thú dữ nguy hiểm và loài thú không nguy hiểm và điền tiếp vào bài tập 1 nữa nhé. Chúng ta cần phải học cách bảo vệ bản thân mình trước các loài thú dữ nguy hiểm bằng cách tránh lại gần và trêu chọc chúng. Hầu hết các loài thú dữ này đều sống trong rừng và một số loài chỉ gây nguy hiểm cho con người khi chọc hoặc đe dọa đến nó. Chính con người chúng ta là một trong các lý do khiến các loài thú này gần như biến mất sắp tuyệt chủng. Chúng ta hãy bảo vệ muôn thú, biết tự bảo vệ mình và cũng bảo vệ chúng. Phản đối việc săn bắt và sản phẩm từ các loài thú hoang dã nhé. Vậy là chúng ta được gặp gỡ rất nhiều loài thú, có thú không nguy hiểm và cũng có loài thú nguy hiểm. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu thêm một số đặc điểm của các loài vật này qua bài tập số 2 nhé. Bài tập 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau. A. Thỏ chạy như thế nào? B. Sóc truyền từ cành này sang cành khác như thế nào? C. Gấu đi như thế nào? D. Voi kéo gỗ như thế nào? À, đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Để biết được điều đó, chúng ta cùng xem video về đặc điểm của các con vật này nhé. Đầu tiên câu A, thỏ chạy như thế nào? Cô mời các em cùng xem nào. Rồi, sau khi xem video chắc chắn các con đã tìm ra được đáp án rồi đúng không nào? Tiếp tục chúng ta cùng xem tiếp. Câu B, sóc truyền từ cành này sang cành khác như thế nào nhé? Tiếp tục, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi với câu C, gấu đi như thế nào? Chúng ta cùng xem nào. Một chú gấu với thân hình lớn nặng nề khó nhọc thì chắc chắn sẽ phải đi chậm hơn một chú sóc nhỏ nhắn đúng không nào? Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ sang câu D để xem voi kéo gỗ như thế nào nhé. Con thấy voi là một loài vật khá là khỏe mạnh và chúng có thể kéo các đồ vật nặng đúng không nào? Chúng ta có thể có nhiều đáp án khác để nêu đặc điểm của các con vật. Sau đây cô ví dụ câu A nhé. Thỏ chạy như thế nào? À, các con đã được xem video rồi chắc chắn sẽ trả lời được câu này. Và cô hướng dẫn nè, để khi trả lời câu hỏi thỏ chạy như thế nào, chúng ta sẽ trả lời bằng việc chúng ta sẽ giữ nguyên cụm từ thỏ chạy. Cụm từ như thế nào sẽ được thay thế bằng những từ chỉ đặc điểm về hoạt động của con thỏ. Như vậy, cụm từ rất nhanh chính là từ chỉ đặc điểm hoạt động của chú thỏ đấy các con ạ. À, ngoài rất nhanh ra, các con còn có cụm từ nào khác không nè? À, sau đây cô ngoài rất nhanh, cô cũng có một số cụm từ khác như là thỏ chạy nhanh như bay hoặc thỏ chạy nhanh như tên bắn.
Và lưu ý khi viết câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đầu câu viết hoa và kết thúc câu đặt dấu chấm. Tương tự như vậy, các em sẽ trả lời câu hỏi B, C và câu D. Vậy, câu hỏi có cụm từ như thế nào dùng để hỏi về đặc điểm về hoạt động của một sự vật nào đó? Chúng ta vừa trả lời câu hỏi với cụm từ để hỏi như thế. Bây giờ chúng ta cùng nhau học cách đặt câu hỏi qua bài tập số 3 nhé. Bài tập 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. A. Trâu cày rất khỏe. B. Ngựa phi nhanh như bay. C. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. D. Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười khành khạch. Để đặt được câu hỏi cho câu này, chúng ta cùng nhau nhớ lại các bước đặt câu hỏi nhé. Bước thứ nhất, chúng ta xác định phần in đậm trả lời cho câu hỏi gì. Bước 2, thay từ in đậm bằng từ để hỏi tương ứng. Bước 3, viết lại câu hỏi và thêm dấu chấm hỏi cuối câu. Bây giờ chúng ta cùng thực hành các bước để biết rõ hơn nhé. Cô xin ví dụ ở câu A, trâu cày rất khỏe. Các con cho cô biết bộ phận in đậm trong câu này là gì? À, bộ phận in đậm trong câu này đó chính là rất khỏe. Vậy nó là loại từ gì? À, đây chính là cụm từ chỉ đặc điểm của con trâu khi cày đấy các em ạ. À, vậy theo các con, từ để hỏi tương ứng sẽ là gì nhỉ? À, đó chính là cụm từ chúng ta vừa được học ở bài số 2 đấy. Đó là như thế nào? Vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là trâu cày như thế nào? Tương tự như thế, các em sẽ thực hiện ở câu B, C và câu D nhé. Câu hỏi có cụm từ như thế nào dùng để hỏi thêm chi tiết về đặc điểm của hoạt động và của sự vật. Buổi học đến đây là kết thúc. Cô mến chào các em.